Sau đây mình sẽ hướng dẫn mọi người cách reset xóa hết các cái dữ liệu của máy. Đầu tiên mọi người bấm chữ M và menu cài đặt. Sau đó mọi người dùng tích cái admin mà mọi người đã cài lên. Mọi người có thể dùng vân khuôn mặt, vân tay hay gì đấy. Rồi sau khi vào được menu cài đặt rồi thì mọi người sẽ chọn vào cái mục số 2 này. Bấm OK. Rồi mọi người sẽ chọn đến cái số 8. Rồi bấm OK. Rồi ở đây mọi người sẽ chọn xóa hết tất cả các dữ liệu ở đây luôn, là mọi người chọn xóa 4 mục này nha. Đây, cứ mỗi cái mục mọi người sẽ bấm vào và mọi người chọn OK. Rồi, tiếp theo mọi người cũng xóa luôn cái mục này. Thì cái mục đầu tiên sẽ là xóa hết danh sách lịch sử. Mục số 2 sẽ là xóa hết các cái phần danh sách cài đặt. Mục số 3 sẽ là xóa hết các cái phần dữ liệu. Còn cái số 4 sẽ là xóa hết các cái phần hiển thị cơ bản đó. Nói chung là mọi người muốn khôi phục hết lại thì mọi người, tức là khôi phục về cái trạng thái gốc ban đầu xuất xưởng, thì mọi người chọn hết 4 cái mục này và bấm xóa hết. Rồi, như vậy là đã xóa thành công. Hiện tại mọi người sẽ thấy máy sẽ trở về cái cài đặt ban đầu, cái âm lượng nó cũng sẽ lớn hơn nè. Tại vì cái âm lượng lúc ban đầu mình chỉnh, còn cái âm lượng là hiện tại là mặc định ban đầu nó sẽ lựa chọn cái mức âm lượng lớn nhất. Đó là như vậy.